cái giòn gãy tai nạn liền, bạn phải phải xác định chắc chắn là cành cây khô, cành cây tươi mới ngồi lên. Họ tay thì báo mà này, không hết đi rồi, chúng tay. Đó. Đó, cái dún này. À, nó rất là dẻo, nó chắc mà nó dẻo cơ, chứ không phải nó chắc mà nó cứng giòn đâu. Thấy chưa? Bạn thấy tôi nhún được hai chân này. Đó, nhún này. Bạn ngồi đây thư giãn rất là thú vị này. Đó,